Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Hoa Kỳ có thể là đã tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel. Hai giới chức ở Israel nói, chính quyền của Tổng thống Biden vào tuần trước đã tạm dừng chuyển lô hàng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất cho Israel. Các giới chức của Israel cho biết, hành động ngừng chuyển lô vũ khí đã làm dấy lên lo ngại trong chính phủ nước này và khiến cho các giới chức phải nỗ lực tìm hiểu lý do mà lô hàng bị đình chỉ. Nếu thông tin này xác thực thì đây sẽ là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ dừng chuyển vũ khí quân đội cho Israel kể từ khi Hamas tấn công vào Israel khiến xung đột ở Gaza bùng phát. Thông tin đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đối mặt với làn sóng chỉ trích của người dân trong nước về chính sách ủng hộ cho Israel. Hồi tháng 2, chính quyền của ông Biden yêu cầu Tel Aviv phải bảo đảm vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất được lực lượng phòng vệ Israel sử dụng theo đúng luật pháp quốc tế ở dải Gaza. Israel đã chuyển thư bảo đảm cho Mỹ vào tháng 3. Hoa Thịnh Đốn gần đây bày tỏ lo ngại và phản đối kế hoạch tấn công thành phố Rafah, cho rằng hành động này sẽ làm tổn hại hơn đến 1 triệu dân thường Palestine đang trú ẩn ở trong khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan vào ngày hôm qua cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden đã nói rõ với Tel Aviv rằng cách mà họ tiến hành chiến dịch ở Rafah sẽ ảnh hưởng đến chính sách của nước Mỹ đối với cuộc chiến ở tại dải Gaza. Campuchia ước tính số tiền kiếm được từ vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco. Phát biểu tại sự kiện về nỗ lực và các kế hoạch của Hội đồng Phát triển Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia đưa ra ước tính số tiền nước này kiếm được từ phí vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco. Theo đó, Campuchia hy vọng sẽ thu được 88 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ vận tải qua kênh đào Phù Nam Teco vào năm 2050 và sau đó đạt 570 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Ông Sun Chantho nhấn mạnh dựa trên tính toán, dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Campuchia như tỷ lệ việc làm, nguồn thu ngân sách quốc gia từ thuế, đô thị hóa, xây dựng và bất động sản. Ông Sun Chantho còn nói những lợi ích bổ sung do dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ mang lại, bao gồm việc thành lập các khu thương mại và trung tâm hậu cần, mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi. Trước đó, Khmer Times ngày 18 tháng 1 đưa tin, dự án kênh đào Phù Nam Teco kết nối sông Mekong với tỉnh Kep ven biển ở Campuchia sẽ tiến hành lễ động thổ trong năm nay. Dự án kênh đào Phù Nam Teco sẽ xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, lối đi ven bờ dài 208 cây số và cung cấp hỗ trợ giao thông đường thủy cũng như các hạ tầng cơ sở xuyên sông khác. Việc xây dựng dự án đường thủy mới ước tính cần 1,7 tỷ Mỹ Kim và khoảng 4 năm để hoàn thành. Trong thời gian qua, dự án kênh đào Phù Nam Teco được dư luận cũng như các nước Mekong đặc biệt quan tâm và thường xuyên có những phân tích về tác động đối với nguồn nước và khu vực. Một nhà ngoại giao Afghanistan phải từ chức do bị nghi buôn lậu đến 25 kg vàng. Theo tờ India Today, Tổng lãnh sự của Afghanistan ở Ấn Độ là bà Zakia Wardak vừa phải từ chức sau khi có thông tin cho rằng bà liên quan đến một vụ buôn lậu vàng từ Dubai. Theo đó, bà bị bắt quả tang mang theo 25 kg vàng đến sân bay ở Mumbai vào tháng trước. Tuy nhiên, bà Wardak không bị bắt do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Theo các nguồn tin, nhà ngoại giao Afghanistan và con trai đã đến sân bay Mumbai trên chuyến bay của Emirates từ Dubai vào ngày 25 tháng 4. Bà chọn không khai báo với các nhân viên thuế quan. Tuy nhiên, cơ quan chống buôn lậu của Ấn Độ đã ngăn bà lại trước khi kịp rời khỏi khuôn viên của sân bay và nhất quyết yêu cầu kiểm tra. Hành lý không có vấn đề gì, nhưng việc kiểm tra cá nhân đã phát hiện ra có hơn 20 thỏi vàng được bà Wardak giấu ở trong quần áo. Số vàng đã bị tịch thu vì bà không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào để xác nhận nguồn gốc của nó. Thông thường, ở trong thông báo trên mạng xã hội, bà Wardak cho rằng nguyên nhân bà từ chức là do bị tấn công cá nhân và phỉ báng, và không chỉ bà mà cả người thân cũng như gia đình bà cũng bị ảnh hưởng. Bà nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công bôi nhọ đó đã vượt quá ngưỡng mà bà có thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao này được bổ nhiệm bởi chính phủ của Ashraf Ghani trước đây ở Afghanistan, nhưng chính phủ này đã bị thay thế bởi phe Taliban vào năm 2021. Ấn Độ hiện nay vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với chính quyền cũ của Afghanistan, và bà Wardak hiện nay là nhà ngoại giao cao nhất của nước này ở tại đây. Trong thông báo từ chức, bà cũng gửi lời cảm ơn đến chính phủ Ấn Độ, nhưng không nhắc gì đến vụ việc vào cuối tháng 4 vừa qua. Trung Quốc xây mạng lưới vệ tinh khổng lồ cạnh tranh với Mỹ. Quân đội Mỹ lâu nay được cho là nắm giữ lợi thế then chốt so với quân đội Trung Quốc khi có thể tấn công các mục tiêu di động ở khoảng cách cực xa. Nhưng sự độc quyền đó đã kết thúc. Thiếu tướng Greg Gagnon, phó giám đốc hoạt động không gian tình báo Mỹ phát biểu mới đây. Theo Defense One, dẫn lời tướng Greg Gagnon, rất ít quốc gia có được lợi thế đó.
kiến trúc được thiết kế để tham chiến và duy trì trong chiến tranh. Mục đích của trinh sát và giám sát từ trên cao nhằm giúp quân đội đưa ra các quyết định về kiểm soát hỏa lực. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể theo dõi mục tiêu từ khoảng cách xa, ngay cả khi những mục tiêu đó là thiết bị di động. Ông Gagnon giải thích thêm. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực khẳng định mình là một lực lượng quân sự lớn trong không gian. Số lượng tàu vũ trụ của Trung Quốc trên quỹ đạo tăng khoảng 500% kể từ khi Bộ phận Quân sự Không gian của nước này được thành lập vào năm 2015. Trung Quốc còn phóng hơn 400 vệ tinh trong 2 năm qua, hơn một nửa trong số đó được thiết kế để theo dõi mọi thứ trên trái đất. Các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cảnh báo nước này phải tăng cường nỗ lực nếu muốn tránh bị đánh bại trong cuộc đua giành quyền thống trị không gian. Ông Troy Mink, Phó Giám đốc Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ cho rằng, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, vai trò dẫn đầu của Mỹ về không gian và công nghệ vũ trụ đang bị thách thức. Cảnh sát của Úc bắn hạ một thiếu niên 16 tuổi cầm dao đâm người. Và hôm qua, một thanh thiếu niên 16 tuổi, thủ dao ở trong người đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi đâm một người đàn ông ở thành phố Perth thuộc vùng duyên hải miền Tây của nước Úc. Thủ hiến miền Tây Úc là Roger Cook đã nói với các phóng viên rằng, sự việc xảy ra ở bãi đậu xe của một cửa hàng kim khí tọa lạc ở vùng ngoại ô Willerton. Hung thủ là thiếu niên tấn công một người đàn ông và rồi lao tới các sĩ quan cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Cảnh sát tìm thấy một người đàn ông với vết thương ở lưng. Ông được chở đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát và các đặc vụ thuộc về Tổ chức Tình báo An ninh của Úc cũng đang tiến hành một cuộc điều tra chống khủng bố ở thành phố Duyên Hải miền đông của Sydney, từ lúc có một thiếu niên 16 tuổi khác đâm chết một đức giám mục và linh mục chính thống giáo trong một nhà thờ vào ngày 15 tháng 4. Một số lãnh tụ Hồi giáo chỉ trích cảnh sát của Úc vì tuyên bố vụ đâm vào đức giám mục ở trong nhà thờ vào tháng trước là một hành động khủng bố, chứ không phải là như một vụ bạo loạn xảy ra 2 ngày trước đó ở tại một trung tâm mua sắm ở Sydney, làm cho 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese cho biết, ông rất sốc khi được cảnh sát liên bang và tổng giám đốc của Tổ chức Tình báo An ninh là Mike Burgess loan báo về vụ đâm người mới nhất ở thành phố Perth. Nam Hàn trao quyền quyết định chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho các trường đại học. Chính phủ Nam Hàn đã rút lại kế hoạch tăng chi tiêu tuyển sinh vào trường y trong bối cảnh bế tắc trong đàm phán với các hiệp hội bác sĩ của nước này. Một giới chức ngành y tế Nam Hàn vừa cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Nam Hàn Park Min-soo nói rằng chính phủ đã quyết định trao quyền tự chủ cho các trường đại học trong việc quyết định chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trong khoảng từ 50 đến 100% cho năm học 2025 nhằm giải quyết sự bế tắc kéo dài nhiều tháng qua. Ngoài ra, chính phủ Nam Hàn cũng đã trì hoãn việc đình chỉ giấy phép đối với các bác sĩ đã không hoạt động trong nhiều tháng, theo chính sách bố trí linh hoạt kể từ cuối tháng 3. Chính phủ cũng không ban hành lệnh điều động nào đối với các giáo sư trường y đã từ chức cùng với sinh viên của họ. Những biện pháp này được coi là một sự thỏa hiệp và nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế ở Nam Hàn kéo dài hơn 2 tháng. Tuy nhiên, các hiệp hội bác sĩ vẫn kiên quyết với vấn đề này và tiếp tục kêu gọi chính phủ xem xét lại từ đầu kế hoạch cải cách y tế. Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự đã gây ra sự hỗn loạn lớn trong lĩnh vực y tế của Nam Hàn vì họ đóng vai trò quan trọng trong các bệnh viện lớn và các trợ lý bác sĩ cùng nhân viên y tế khác đang phải gồng mình giải quyết những công việc mà các bác sĩ tập sự để lại. Nông dân trồng sầu riêng ở Thái Lan hiện nay đang khổ sở vì trời nắng nóng. Sầu riêng là một trong những loại trái cây nổi tiếng và được xuất cảng nhiều của Thái Lan, được trồng ở tại vương quốc này từ hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, đợt nắng nóng dữ dội đang bao trùm vùng Đông Nam Á đã khiến cho năng suất sầu riêng của Thái Lan bị suy giảm và chi phí thì gia tăng. Nhiều người trồng và bán sầu riêng đã trở nên hoảng sợ khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã gây ảnh hưởng đến việc buôn bán loại trái cây sinh lời cao này. Mùa sầu riêng thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, nhưng do nhiệt độ tăng cao, có lúc lên đến 40 độ C trong thời gian gần đây ở tại Canterbury và tình trạng hạn hán kéo theo đó đã khiến cho vụ thu hoạch bị rút ngắn lại. Do không có mưa cho nên từ tháng 3, tình trạng hạn hán buộc người dân Busaba phải dùng xe tải để mua nước tưới cây. 10 xe tải chở 120.000 lít nước chỉ đủ để tưới một lần cho 1.6 hectare và mỗi ngày đều phải tưới, khiến cho tốn đến hàng ngàn Mỹ Kim. Sầu riêng là nông sản xuất cảng giá trị thứ 3 của Thái Lan sau gạo và cao su. Khoảng 95% là xuất sang Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc mua gần 4.6 tỷ Mỹ Kim sầu riêng từ Thái Lan, theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc công bố.